Là người yêu chẳng phải là bạn cũng sai. Mày đặt cười khiến người ta ra thứ chứ gì? Không có cửa đâu. Vẫn còn giận hả? Đúng vậy. Vậy chị phải làm gì thì em mới hết giận? Trừ khi chị dập được giải nhất mini game của Ayagi rồi kiếm cái máy ảnh về cho em. Cái gì vậy? Ấy vậy? Mày có biết sẽ xuất chúng mini game khó lắm không? Mày tính giận chị em mãn đời à? Thì khó vậy mới hết giận chứ. Vậy nếu hai cặp len thì có được không? Hai cặp len hả? Vậy thì để em suy nghĩ. Vậy em cứ suy nghĩ nha. Có gì chị đi dạy mù, có gì báo chị nha. À? Gì mà nhanh vậy? Không có thành ý gì hết trơn. Ê, chị An ngầu quá à. Hay là tôi kết bạn với chị An nha. Thì tùy bà thôi. No! Chị An hú là dạy kèm tôi học rồi đó. Với lại chị An vừa tặng tôi cái máy rửa len này nè. Sau này xài len xong có cái máy rửa len siêu sạch rồi. Tại sao lại không tặng mình? Nghe nói chị tặng máy rửa len cho Linh hả? Ừ, cả hôm bữa chị thấy Linh rửa len mà hậu đậu quá, nên là chị tặng cho Linh luôn. Khi nào chị dạy bù cho em? Cuối tuần đi. Còn Linh thì sao? Lúc nào cũng được. Sao chị không có ý kiến riêng gì hết vậy? Ý kiến gì? Tuy là Linh cũng là bạn tốt của em, nói ra thì lại sợ nó là bị nhỏ mọn. Nhưng mà thôi bỏ đi. Sao họ không chịu đuổi theo mình nữa? Thích quá em á. Kể của em chỉ được tốt với em thôi.